Xin chào tất cả các bạn. Cái nếp nhăn vùng mắt sẽ làm cho chúng ta trở nên già nua, xấu xí. Và tất nhiên trong chúng ta ai cũng sẽ cảm thấy rất là phiền lòng vì cái điều này phải không ạ? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách ngăn ngừa nếp nhăn vùng mắt bằng những thói quen cực kỳ đơn giản thường ngày nhé. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da của Bùi Hương Thắng. Mình làm kênh YouTube này mong muốn sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà mình đã tích cóp được qua bao nhiêu năm làm spa. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thói quen sau đây sẽ giúp bạn đánh bay cái sự xuất hiện của nếp nhăn vùng mắt một cách rất là hiệu quả. Thì cái việc đầu tiên đó chính là dùng kem chống nắng. Thì khi dùng kem dưỡng da hoặc kem chống nắng có chứa SPF, đừng phạm sai lầm khi bỏ qua phần da xung quanh mắt vì cái vùng da này nó rất nhạy cảm với ánh nắng. Đây là cái vùng da chứa ít collagen và elastin nên khi bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời thì chúng sẽ là nơi đầu tiên xuất hiện nếp nhăn. Vì thế, hãy luôn luôn bắt đầu một ngày mới bằng việc thoa kem dưỡng da chống nắng mà vùng mắt có chứa SPF. Thì cái cách thứ hai đó chính là đeo kính râm để bảo vệ vùng mắt. Mình vừa mượn một cái kính râm đây. Các bạn thấy xinh không? Thì cái việc mà đeo kính râm để chống tia UV không chỉ giúp bảo vệ cái đôi mắt của chúng ta mà nó còn chống được hậu quả của tia UV nguy hại lên vùng da quanh mắt nữa. Thì cái tia UV làm sản sinh các cái gốc tự do là thủ phạm gây lên ung thư da và khiến cho vùng da mắt bị khô, đỏ và ngứa rát. Vì thế, để giảm được cái nếp nhăn ở mắt thì bạn nên làm bạn với chiếc kính râm hoặc là đơn giản một chiếc mũ khi đi ra đường, vừa thời trang vừa giúp được cho da mắt trẻ trung lâu nhất có thể nhé. Ba đó chính là chế độ ăn uống lành mạnh. Thì một cái chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp làn da săn chắc và trẻ trung hơn. Thì các cái hoạt chất như là vitamin C, A, E đều được sử dụng thường xuyên trong các cái sản phẩm chăm sóc da. Vì thế hãy kết hợp các cái loại thực phẩm giàu vitamin này vào chế độ ăn uống, cũng như bổ sung các loại rau củ quả bổ dưỡng, các loại thịt cá chứa nhiều axit béo omega 3 cùng các cái chất chống oxy hóa sẽ giúp làn da của bạn hình thành các tế bào mới khỏe mạnh, giúp làn da luôn luôn được căng mượt và tràn đầy sức sống. Tiếp theo là hãy thư giãn vùng mắt. Vùng da quanh mắt sẽ là vùng xuất hiện nhiều nếp nhăn nhất. Vì vậy, bạn hãy massage da mặt chống lão hóa cho vùng mắt rất là quan trọng. Thì mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc là khi tiếp xúc nhiều với cả máy tính hoặc là điện thoại trong một thời gian dài, thì bạn hãy lưu ý dùng hai ngón tay đặt ở phần khóe mắt rồi vuốt dần về phía đuôi mắt. Lặp lại động tác này 20 lần mỗi ngày để giảm được cái nếp nhăn hiệu quả. Và các bạn lưu ý, ngón tay áp út là ngón tay sẽ tác động lực ít nhất trong tất cả các ngón tay ở trên bàn tay của chúng ta. Thì vùng da mắt rất là mong manh, vì thế chúng ta hãy sử dụng ngón áp út để massage nhé. Tiếp theo là sử dụng kem dưỡng ẩm cho vùng mắt. Như các bạn đã biết thì da vùng mắt không có tuyến nhờn mà tuyến mồ hôi nên rất dễ bị khô. Thì cái sự thiếu hụt độ ẩm có thể làm tăng cái sự xuất hiện của nếp nhăn quanh mắt nữa. Nhưng điều bạn nghĩ rằng là vùng mắt thì cần phải có những cái thành phần chống lão hóa mới có thể giảm được nhăn. Tuy nhiên, chỉ cần cấp ẩm cho da mắt thôi đã tạo nên cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Các bạn hãy tìm những cái sản phẩm kem dưỡng chứa HA, peptide giúp giữ ẩm tối đa cho da và giúp vùng da quanh mắt được ẩm mọng hơn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cái vị cứu tinh giúp ẩm và giảm thiểu cái nếp nhăn vùng mắt. Thứ nhất đó chính là xịt khoáng hoặc là nước cân bằng toner. Thì các bạn có thể sử dụng một là xịt khoáng, hai là nước cân bằng toner. Thì một cái mẹo nhỏ giúp cho các bạn có vùng da mắt uống nước tối đa mà không tốn quá nhiều công sức và quá nhiều tiền và các loại mặt nạ mắt đắt tiền. Đó là chúng ta hãy sử dụng cái xịt khoáng hoặc nước toner để tự làm mặt nạ cho cái vùng da mắt nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng xịt khoáng. Chúng ta hãy xịt thật nhiều vào một miếng bông tẩy trang. Các bạn hãy chọn một cái loại xịt khoáng ưa thích. Sau đó các bạn có thể nhỏ thêm, nếu có điều kiện các bạn thể nhỏ thêm một vài giọt tinh chất serum ở đây. Xịt đẫm trên bông tẩy trang rồi các bạn đáp lên trên mắt. Và sau đó thư giãn khoảng 10 phút. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ thư giãn sau. Sẽ không thư giãn ngay bây giờ, vì thư giãn ngay bây giờ thì sẽ không thể chia sẻ với các bạn tiếp tục được nữa, đúng không ạ? Thì sau khi 10 phút xong, bạn bỏ lớp mặt nạ mắt này ra, bạn thấy dễ rồi, vùng da đã được làm dịu đi sau một ngày mệt mỏi. Nó sẽ trở lên ẩm mượt hơn và hạn chế cái sự xuất hiện của nếp nhăn. Một cái tip nữa khá hay, đó là các bạn làm mặt nạ mắt bằng các cái túi trà giúp xóa nếp nhăn vùng mắt. Thì sau khi uống trà xong, các cái túi lọc đã qua sử dụng, thì các bạn hãy, nó chứa cái nồng độ oxy hóa rất cao bởi các cái loại vitamin và khoáng chất như là B2, magie, vitamin E và kẽm,
giúp nó xóa tan được cái quầng thâm và làm tiêu mỡ mắt, tái tạo các cái vùng da hư tổn, sửa chữa cái lớp da chết nhũn, trũng nhăn nheo và bảo vệ khỏi tác hại của tia tử ngoại. Thì cách làm rất là đơn giản. Sau khi uống trà xong, các bạn sẽ dùng hai cái túi trà lọc đã qua sử dụng cho vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó các bạn lấy ra đắp lên trên vùng mắt và thư giãn khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Mỗi một tuần thì đắp từ 3 cho đến 4 lần, các bạn sẽ thấy nếp nhăn của vùng mắt được giảm đi rõ rệt đấy. Và thêm một cái tip nữa đó chính là dầu dừa. Thì dầu dừa được biết đến như một cái sản phẩm giúp dưỡng ẩm và tăng cái độ đàn hồi cho da cực kỳ tốt. Nhờ vậy mà giúp được giảm được cái nếp nhăn hiệu quả. Thì trước khi đi ngủ, bạn dùng một ít dầu dừa nguyên chất thoa lên cái vùng da quanh mắt để giúp làm căng mịn làn da và giảm nếp nhăn nhé. Hy vọng với những chia sẻ trên thì chắc chắn các bạn cũng biết được làm thế nào để xóa được cái nếp nhăn vùng mắt rất là hiệu quả rồi. Hy vọng các bạn sẽ sớm lại lấy được cái sự tươi trẻ, làn da mịn màng cũng như một đôi mắt cuốn hút tràn đầy sức sống. Xin thân ái chào bạn, và bạn thấy những thông tin mình chia sẻ hay và hữu ích, đừng quên để lại cho kênh của mình một like cũng như subscribe kênh để chúng ta cùng gặp nhau mỗi ngày nhé. Xin thân ái chào các bạn.